Hello, xin chào buổi sáng cả nhà. Thì hôm nay là sáng thứ bảy, cũng như mọi ngày là em đóng thùng các cây bông trang gửi cho khách hàng. Thì đơn hàng sáng nay là của anh Nhật ở Cai Lậy, Tiền Giang. Thì em sẽ ship cho anh là 10 cây bông trang lá kim với một anh hàng xóm của anh gửi thêm 2 cây, đó chính là 12 cây, và cộng thêm anh đặt thêm 2 cây mỹ đỏ một gốc, 2 cây mỹ đỏ một gốc, là tổng cộng cái đơn hàng của anh Nhật ở Cai Lậy Tiền Giang là 14 cây. Sáng nay chim hót líu rít nha, hay quá, vui tai nha. Bây giờ em sẽ cầm chi tiết lên cho cả nhà xem và cái đơn hàng của anh Nhật và anh Nhật xem. 14 cây em chuẩn bị gửi đi. Đây, cái thứ nhất, một một cốt, 2 3 4, để ngoài này đi cho dễ, 4 5 6 7 8 9. Cây này có bông rồi nè các bạn. 9 10 11 12 12 cây. Hàng này 3 cây, 3 3 3 3. 3 cây mà 4 hàng, 3 4 12. Rồi, đã đủ. Mười hai cây đủ rồi. Và 2 cây mỹ đỏ là 14 cây. Rồi, 2 cây mỹ đỏ ra đây cho cả nhà xem rõ. 2 cây mỹ đỏ một cốt. Cây mỹ đỏ và 10 cây trang lá hẹ em chuẩn bị giao cho anh Nhật ở Cai Lậy Tiền Giang. Rồi, em cảm ơn cả nhà đã xem cái đoạn clip ngắn em review 14 cây bông trang gửi cho anh Nhật ở Cai Lậy Tiền Giang. Chúc cả nhà có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ bên người thân và gia đình, và không quên là nâng cao tinh thần phòng chống Covid, tại vì đợt Covid lần thứ hai này là chúng ta phải cùng nhau phòng chống. Rồi, em bye bye cả nhà nhé. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.